Đấy là trận đối đầu giữa câu lạc bộ 3F Galaxy và câu lạc bộ Basket Sharks. Chỉ là những ngôi sao chuyên nghiệp gặp các cầu thủ Zuzu. Đầu tiên là cú ném 3 điểm rất chính xác, tựa bảng. Nhưng bóng đi vào rổ và không hề chạm vành. Và đây là pha phối hợp tốt giữa hai trung phong của 3F. Thành Tâm vẫn đang giữ bóng rất chắc chắn. Nguyễn Văn Hùng rất khỏe. Có 2 điểm tính cho Nguyễn Văn Hùng. Và là ngôi sao của trận đấu trước cho 3F. Đã có tình huống phạm luật 3 giây của Nguyễn Văn Hùng. 3 giây tấn công. Tô Quang Trung có khoảng trống. Không. Chuyển vào trong cho Nhật Hoàng. Nguyễn Hoàng tiếp tục có 2 điểm. Ba điểm tính. Rất bất ngờ. Ít lỗi. Nguyễn Văn Hùng có lỗi điểm. 2 điểm tính cho Nguyễn Văn Hùng. Người vừa nỗ lực theo kèm Nguyễn Văn Hùng là Chu Văn Hưng. Văn Hùng. Tô Trung. Còn 5 giây. Tiếp tục là 3 giây nữa của Nguyễn Văn Hùng. Và tiếp tục là một tình huống ném 3 điểm vào rổ của Tô Quang Trung. Và không được tính. Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với hiệp thiếu thứ hai. Nguyễn Văn Hùng. Trần Bá Việt đã rất cố gắng. Tuy nhiên thì Nguyễn Văn Hùng vẫn rất khéo. Thì cú ném của Nguyễn Hoàng lại đi airball. Nhưng Đinh Thanh Tâm là người cướp bóng. Anh đã bắt bài được đường truyền của cầu thủ Basket Sharks. Rất nhanh chóng có được điểm số. Đường truyền rất đẹp của Đinh Thanh Tâm dành cho Huỳnh Thanh Tâm. Caron đang quay trở lại sân với một chiếc băng ở trên đầu. Và anh có được cú bàn 3 điểm thành công đầu tiên. Minh Hiếu. Ném trung bình. Cú ném tốt của Nguyễn Minh Hiếu. Đinh Thanh Tâm. Có N1 hay không? Chúng ta cùng xem các quyết định cuối cùng của trọng tài. Theo như dấu hiệu của trọng tài Thái Việt Hưng thì đó là tình huống N1. Phan Anh ném 3 điểm. Có 3 điểm tính cho Phan Anh. Phan Anh đột phá. Floater. Một pha floater đẹp mắt. Bóng đi cao hơn tầm với của Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng quay trở lại sân. Tô Quang Trung ném rất nhanh và có 3 điểm tính cho Tô Quang Trung. Một pha động tác giả của Nguyễn Minh Hiếu. Vẫn là Nguyễn Minh Hiếu. Có 2 điểm tính cho Nguyễn Minh Hiếu. Lừa hoàn toàn người phòng ngự mình. Và sau đó có được một offensive rebound để hoàn tất đợt tấn công. Nhưng đây là câu trả lời của Tô Quang Trung. Bức tường mang tên Nguyễn Văn Hùng. Bóng vẫn ở trên sân. Đinh Thanh Tâm. Có 3 điểm tính cho Đinh Thanh Tâm. Tiếp tục là một tình huống phát động tấn công nhanh. Và Tô Quang Trung đem về 3 điểm khá dễ dàng. Qua được Huỳnh Thanh Tâm. Và giờ đây họ phải trả giá bằng một đợt phản công nhanh của 3F. Và tiếp tục có 3 điểm nữa của Tô Quang Trung. Phan Anh. Liệu sự xuất hiện của Phan Anh có thay đổi được gì không? Và ngay lập tức có 2 điểm. Và sẽ có thêm quả ném phạt cho Phan Anh. Bóng phản công không được. Bóng lại trả về tay của Tô Quang Trung. Và Quang Trung đã đưa Nguyễn Văn Hùng vào một tư thế không thể dễ dàng hơn để ghi điểm.
rồi là của Đức Thành, không ghi được điểm nhưng bóng vẫn trong quyền kiểm soát của Batsisak và có 2 điểm cho Đức Thành. Đường chuyền ra của Phan Anh thẳng vào vị trí của Nguyễn Văn Hùng. Đây là phản công nhanh của Huỳnh Thanh Tâm. Tiếp tục pha lên rổ nữa, bóng vẫn trong tay của Nguyễn Văn Hùng. Và có 2 điểm tính cho Nguyễn Văn Hùng. Hải Việt nhận bóng từ vị trí rất xa, còn 3 giây trên đồng hồ. Và đột phá tốt của cầu thủ Batsisak. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 33-54. Tiếp tục một cơ hội nữa cho Long Nhật và lần này thì có 2 điểm. Phúc Thịnh đối đầu với Nguyễn Hùng không được. Nguyễn Minh Hiếu tìm đường tựa bảng nhưng pha ném rổ đó không được tính điểm. Pha ném 3 điểm của Quảng Hà. 3 điểm tính cho Batsisak. Không thành công. Bóng được trả về cho Batsisak. Chống trải cho Nguyễn Minh Hiếu. Đường chuyền rất tốt của Cameron. Đinh Thanh Tâm. Và đột phá rất mạnh mẽ của Đinh Thanh Tâm. Trần Bá Việt chỉ biết đứng ở dưới nhìn mà thôi. Bá Việt đánh thẳng vào vị trí của Bùi Văn Hải. Có 2 điểm tính cho Trần Bá Việt. 3 điểm. Vẫn không được nhưng rất bất ngờ một cầu thủ bên phía 3F đã lao vào offensive rebound như chỗ không người. Đinh Thanh Tâm, động tác giả đã lừa được người phòng ngự và có được một N1 cho mình. Đột phá của Quang Huy. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của 3F. Và lần này thì có 2 điểm của Nhật Hoàng. Cameron chuyền vào trong cho Minh Hiếu. Móc rổ đẹp mắt ghi 2 điểm cho Batsisak. Bóng vẫn trong tay của cầu thủ Batsisak. Phan Anh là người cướp bóng. Nhưng không. Hoàng Nam rất nhanh. Bóng tới tay của Nguyên Hoàng. Động tác giả tốt. Có 2 điểm tính nữa cho Nguyên Hoàng. Vâng, hết thời gian rồi. Đáng lẽ ra tình huống bóng đó cũng không cần phải tấn công nữa. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Và phần thắng đã nghiêng về phía các cầu thủ 3F. Ở hai hiệp đấu cuối họ vươn lên dẫn trước, kéo giãn khoảng cách và không hề quay mặt lại nhìn phía đằng sau nữa.